Đó. Và bây giờ thầy và các em sẽ sang một số ví dụ sau đây. Ví dụ 1, người ta yêu cầu là bổ sung chỗ thiếu vào dấu chấm 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 trong các câu sau đây. Câu đầu tiên của thầy như sau. Nếu âm 10.000 đồng là biểu diễn tiền nợ. Được chưa? Âm 10.000 đồng thì biểu diễn tiền nợ. Thì 10.000 đồng là biểu diễn cái gì? Đấy, thầy đã nói với các em rồi đấy. Chúng ta lấy vạch số 0 là vạch chúng ta không có tiền. Được chưa? Còn chúng ta đi nợ thì là âm. Đây này, âm 10.000 đồng là biểu diễn nợ. Thế thì 10.000 đồng là biểu diễn cái gì các em nhỉ? 10.000 đồng là biểu diễn số tiền mà chúng ta có. Được chưa? Nó số tiền mà chúng ta có. Nhớ cho thầy như thế. B này. Âm dương 2019 là biểu diễn năm 2019 sau công nguyên. Đó, người ta lấy một năm nào đó là vạch số 0. Được chưa? Ví dụ như Việt Nam trên thế giới chúng ta đang hiện nay đang lấy năm số 0 là năm mà Chúa Giêsu sinh ra. Thế thì năm 2019 là sau công nguyên, tức là so với năm đó. Được chưa? 2019 năm. Được chưa? Thì đó là năm 2019 sau công nguyên. Vậy hai âm 2000 là biểu diễn gì? Là biểu diễn năm 2000 trước công nguyên. Đúng không? Hiểu chưa nào em? Đó là biểu diễn năm 2000 trước công nguyên. À, giống như các em nhớ lại phần lý thuyết thì đã nói cái